khi gặp biển cấm xe mô tô hai bánh và cấm xe con đi chung thế này anh em nhớ giùm thầy một cái cặp hình này nó phải đi chung với nhau nó phải dính liền với nhau mới được nha đó như thế này cũng được nè đó kệ đó mỹ sao nó có cặp hình đi chung thế này là anh em nhớ giùm thầy nhìn trên câu hỏi nè đọc trên câu hỏi có từ cấm thì chọn đáp án một có từ được chọn đáp án ba chốt lại cái dễ nhớ nè cấm một được được ba áp dụng vào làm thực tế luôn rồi đây hỏi thế nào đây anh em biển nào báo hiệu cấm cấm thì mấy cấm thì một được thì ba làm cái coi thấy sao sai được <laughs> Làm sao sai được Đúng chứ mọi người Câu tiếp theo Rồi Đời hỏi nào Biển nào dưới đây Xe gắn máy được Thấy chưa Là có xuất hiện một cặp hình né đấy chưa Rồi mình mới xét vào Cấm một Được Được thấy Ba Thấy không Làm sao sai được Mẹo thầy rất hay Thấy không Thấy chưa rồi nè, lại có hai cái cặp hình xe đi chung này Cấm xe mô tô và cấm xe ô tô con phải chưa? Rồi, đây hỏi sao? Đó, biển nào báo hiệu cấm Cấm thì, cấm thì một được thì, thì ba Cấm một được ba nhớ giùm thầy Phải có xuất hiện cặp hình xe này đi chung này Thấy không? Là không bao giờ sai Rất là ok nha Câu tiếp theo nè Khi gặp biển nào, xe mô tô hai bánh Được, được thì mấy? Được thì ba Thấy không? Làm sao sai được <laughs> sai bằng cách nào. Thấy không mọi người? Mọi người thấy hay thì sao ạ? À? Cứ là sao ạ? À? Comment ha, cứ để lại một bình luận đi. Thầy sẽ chia sẻ cho anh em rất nhiều mẹo hay hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.